Hơn 500 cảnh sát đồng loạt kiểm tra 188 cơ sở cầm đồ cho vay tài chính. Hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổng kiểm tra 188 cơ sở cầm đồ cho vay dịch vụ tài chính trên địa bàn huyện Quảng Sương, thành phố Thanh Hóa. Sáng ngày 29 tháng 3, hơn 300 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Thanh Hóa, công an thành phố Thanh Hóa và công an huyện Quảng Sương đã đồng loạt tổng kiểm tra 108 cơ sở cầm đồ cho vay dịch vụ tài chính trên địa bàn huyện Quảng Sương theo công an tỉnh thanh hóa mục đích của đợt gia quân kiểm tra lần này là nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen núp bóng các cơ sở kinh doanh cầm đồ và cho vay dịch vụ tài chính xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đồng thời phát hiện chấn chỉnh kịp thời những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý từ đó kiến nghị các giải pháp để siết chặt việc cấp giấy chứng nhận tăng cường quản lý kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ đòi nợ kiên quyết xử lý thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các cơ sở vi phạm theo Thượng tá Hoàng Văn Bình, Phó trưởng Công an huyện Quảng Sương, thời gian gần đây, tình hình tội phạm hoạt động tín dụng đen trên địa bàn có nhiều biểu hiện phức tạp. Các đối tượng cho vay lãi nặng hoạt động hết sức tinh vi bằng cách thành lập các công ty tài chính, cơ sở dịch vụ cầm đồ, hoặc là tổ chức chơi bốc thăm hụi, họ phường để lén lút cho vay với lãi suất cao, giao động từ 3.000 đến 5.000 đồng trên 1 triệu đồng một ngày. Hợp đồng cho vay thường thể hiện nội dung với mục đích vay tiền, xin việc hoặc mua bán cầm cố tài sản nhưng không rõ ghi mức lãi suất mà chỉ thỏa thuận ngầm với người đi vay, gây khó khăn trong công tác phát hiện, điều tra xử lý. Tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến nay, công an huyện Quảng Sương đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 9 vụ, 15 bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong sáng 29 tháng 3, qua kiểm tra hành chính đối với 108 cơ sở kinh doanh cầm đồ cho vay tài chính trên địa bàn huyện, lực lượng công an đã phát hiện 22 cơ sở vi phạm các quy định như không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, sổ sách ghi chép không đảm bảo, cầm cố xe không có giấy ủy quyền. Cùng với kiểm tra hành chính, các cơ sở kinh doanh cầm đồ cho vay tài chính, công an huyện Quảng Sương đã đấu tranh triệt xóa 5 điểm, bắt giữ 5 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cũng trong ngày 29 tháng 3, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về đồng loạt gia quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh, Công an tỉnh đã huy động lực lượng tiến hành tổng kiểm tra 80 cơ sở kinh doanh, dịch vụ cầm đồ và kinh doanh tài chính đang hoạt động ở thành phố Thanh Hóa. Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, công an thành phố và công an các phường xã đồng loạt gia quân tổng kiểm tra 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Qua tổng kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện một cơ sở có dấu hiệu vi phạm hình sự, hơn 50 cơ sở có dấu hiệu vi phạm hành chính, thu giữ 46 xe máy chưa bảo đảm thủ tục cho cầm cố theo đúng quy định của pháp luật.